Hôm nay về quê ăn cỗ lên đây gặp đông khách, toàn khách ở xa đến mua ủng hộ, thích quá. Tây Bắc này ủng hộ con XG độ vỏ 13 Pro rất là đẹp luôn nhá. Còn bác này thì bác ở đâu đến nhỉ? Hà Tây này Hà không? Tây ạ. Bác này bác ở đâu nhỉ? Anh ấy ở tận gần quê em. Gần quê nhỉ? À bác mà lúc gọi cho em ở Hà Tây đúng không? Ở Đan Không, Phượng đúng không? Nam Phượng nhưng Đúng mà không? không gọi, Không chẳng phải gọi. chẳng hàng, cửa hàng này mua 2 lần ở đây rồi. À thế à, bác mua ủng hộ con 11 Pro Max. Con này giá chỉ có 7 triệu 7 thôi, vì con này là thay lưng và màn tàu nhá, máy phun chức năng đấy. Con anh trai Ấy thôi cứ vâng, anh đây phía con ấy em trai này này, ở đâu nhỉ? Em ở Hưng Yên. Trước có mua của mình con gì đây nhỉ, SE 2020 à. đấy, thì bây giờ mình mua lại cho bạn. Thì con này giá là 3 triệu nhá, mình đang bán 3,4 triệu nhưng máy đẹp hơn con này. Con này hơi xấu, mình mua lại 3 triệu này. Và em mua của mình con iPhone 12 64 GB, pin thì 9% có 10 triệu này. Máy đẹp long lanh luôn nhá. Đấy. Còn anh này đang băn khoăn hai con Samsung Note 20, chưa biết đấy còn gì. Anh này đâu nhỉ? Em ở Hoàng Mai á. Hoàng Mai ở đấy chạy ra. Thế còn này thanh niên này xấu hổ này, mua con 11 này. Nhỉ ở đâu nhỉ? Em ở Hưng Yên. Bỏ cái tay này ra này, chỗ nào Hưng Yên? Em ở Văn Đông. Văn Đông Hưng Yên đúng không? Ở chỗ Cầu Lối đúng không? Cảm ơn nhá. Đấy. Vừa quê lên thì anh em đến ủng hộ, nói chung là cũng hơi nhiều. Cảm ơn tất cả anh em đã tắt tay từ này. Thank you nhá. Thank you. Anh. Thank you nhá. Thank you. Ôi em chốt con này này. Đúng là mùa đông không lại anh em ạ. Cửa hàng tuy chật nhưng mà rất là đông và ấm áp. Đấy, anh em thấy không? Tiền chỉ là số 9 nhá, uy tín là số 10. Anh em thấy không có uy tín thì làm sao cửa hàng như này được.